Anh chàng này là học sinh mới của trường Nanzo, mới nhập học đã muốn làm chủ trường, đội mũ bảo hiểm cầm gậy bóng chày gặp ai là đánh người đó. Vài chục anh lớn lớp trên của trường Nanzo bị anh ta tẩn cho một trận ra trò. Anh ta chói mọi người ở trên sân thượng sau đó đưa ra thư khiêu chiến. Anh ta muốn thách đấu với chủ trường Nanzo, Michihashi sẽ đối phó với anh chàng đội mũ bảo hiểm này như thế nào đây? Tập này Michihashi sẽ sử dụng vũ khí bí mật của mình, cụ thể như thế nào hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé. Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt Michihashi và Ito đã là học sinh cuối cấp, lúc này tên tuổi của hai người họ ở các trường Chiba không ai không biết đến. Thầy chủ nhiệm hỏi Michihashi muốn thi vào trường đại học nào, Michihashi nói muốn thi vào trường đại học Tokyo làm chủ trường đó. Các em học sinh năm nhất mới vào nhìn thấy Michihashi vô cùng hưng phấn, dù sao Michihashi cũng là đại ca. Đặc biệt là các em gái, hết lời khen Michihashi vừa giỏi lại đẹp trai. Vậy nên Michihashi đã lập tức nhảy một đoạn, những người hâm mộ anh càng lúc càng nhiều. Còn Ito trên danh nghĩa là bạn đồng hành của Michihashi, Ito không thích thể hiện nên bị nói là người nhạt nhẽo, chuyện này khiến Michihashi vô cùng đắc ý. Đúng vào lúc này, một học sinh mới tên là Kitabayashi đột nhiên xuất hiện, anh ta muốn thách đấu với Michihashi. Anh ta nói, khó khăn lắm mới được làm đại ca ở cấp 2, giờ lên cấp 3 ta không đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại từ đầu đâu. Cậu ta ném một cái lon về phía Michihashi, Michihashi nhẹ nhàng né được, nhìn thấy học sinh mới khiêu khích mình đương nhiên Michihashi không chịu để yên. Nhưng Riko đã cản anh lại, vì lúc này có rất nhiều người hâm mộ đang nhìn. Riko chỉ cho Michihashi nói, sau đó Michihashi nói theo lời Riko. Xin lỗi, nhưng anh đây không con nít giống như chú, nếu chú muốn khoe khoang thì cứ tự nhiên đi. Câu nói này ngầu chết đi được, nó khiến cho những bạn học sinh mới càng thêm sùng bái Michihashi. Những tiếng ngưỡng mộ vang lên bên ngoài, ngầu quá đi, quả nhiên là đàn anh năm ba, trưởng thành hơn nhiều. Michihashi rời đi, Kitabayashi bị người ta bắt lại, lúc này có ba học sinh mới đứng ở cổng trường. Bọn chúng là nhóm ba người, hồi cấp 2 cũng làm đại ca, bọn chúng đến để thách đấu với Michihashi. Anh chàng Kitabayashi lúc nãy cũng bị đánh cho ngồi bệt xuống đất, còn nói nhóm ba người rất mạnh. Lúc này ở hành lang trường học, có một người cầm gậy bóng chày bằng sắt, hắn hỏi đại ca của trường này là ai thế? Người này đội mũ bảo hiểm màu trắng, anh ta là học sinh mới của trường Nanzo muốn tìm gặp chủ trường. Thấy không ai lên tiếng, anh ta vung gậy đánh trúng chàng trai ở bên cạnh. Ở trên cầu thang, Sagawa đen đuổi gặp phải anh chàng đội mũ bảo hiểm. Sagawa không chịu nói ai là đại ca nên cũng bị tẩn cho một trận. Anh chàng đội mũ bảo hiểm tức giận, anh ta bắt một cô gái có ngoại hình giống như Riko đè lên tường, rồi tra hỏi ai là chủ trường. Cô gái lắp bắp nói, là bà chị Riko năm ba. Tên đeo mũ bảo hiểm thắc mắc, chủ trường lại là một đứa con gái hả? Sau đó hắn đến lớp tìm Riko, đúng lúc cô không có trong lớp. Lúc này cô chủ nhiệm của Riko là cô Yamaguchi, cô biết có người kiếm chuyện với Riko, cô liền mặc một bộ đồ đấu kiếm khiêu chiến với anh chàng đội mũ bảo hiểm. Nhưng hành động này của cô không khác gì lấy trứng chọi đá, cuối cùng cô bị thương phải nhập viện. Michihashi và Ito đi đến bệnh viện thăm cô Yamaguchi, thầy chủ nhiệm của họ đang chăm sóc cô Yamaguchi mà ông thầm thương trộm mến. Thầy chủ nhiệm vô cùng tức giận, thầy ra lệnh Michihashi và Ito xử lý cái thằng chết tiệt đó đi. Cô Yamaguchi nói với hai người họ, anh chàng đội mũ bảo hiểm đang đi tìm Riko khắp nơi, hắn muốn đánh bại Riko. Vì chuyện này nên cô mới ra mặt bảo vệ Riko, vậy nên mới bị đánh. Michihashi mới nghe thấy là chuyện của Riko, Michihashi vẫn đang bực tức ra vẻ như không thèm quan tâm, quay đầu rời khỏi bệnh viện. Bên phía trường học, chàng trai mũ bảo hiểm cuối cùng cũng tìm thấy Riko, cả hai lao vào đánh nhau. Riko liên tục né tránh, cô không đánh trả, cô giải thích mình không phải là trùng trường, chắc có gì đó hiểu lầm rồi. Nhưng anh chàng mũ bảo hiểm không tin, ngược lại còn cảm thấy Riko không phải người tầm thường, còn nói cô không hổ là đại ca trường Nanzo. Riko không muốn ra tay với anh ta, ngược lại bị anh ta đá vào bụng. Riko vì để chứng minh cô không phải là người mạnh nhất, nên đã lớn tiếng nói ra một cái tên Michihashi. Nhưng Michihashi không hề xuất hiện, anh chàng mũ bảo hiểm lại chuẩn bị đánh tiếp. Đúng vào lúc này Ito nhảy từ trên lầu 2 xuống đứng chắn trước mặt của Riko. Anh chàng mũ bảo hiểm nhìn kiểu tóc của Ito nói lớn, tới đây nào đầu quả thông. Ito vừa nghe thấy vậy đã nổi giận, dám gọi tao là đầu quả thông. Ito tung một cú đấm siêu mạnh đánh vào mũ bảo hiểm của hắn. Một cú đấm khiến cho anh chàng mũ bảo hiểm ngã lăn ra đất, anh ta tạm thời bị ngất đi. Nhưng qua vài giây sau, anh chàng mũ bảo hiểm đánh lén Ito từ phía sau, Ito lập tức bị ăn vài gậy liền ngất đi. Anh chàng mũ bảo hiểm quay đầu nhìn Riko định ra tay, anh ta đang giơ gậy bóng chày lên. Đúng vào thời khắc mấu chốt, có một người phi từ trên không trung xuống đá bay anh chàng đội mũ, hắn ngã lăn ra đất. Hóa ra đại ca của trường nữ Kyoko đã đến đây, Akemi và Kyoko mỗi người một chiêu đã hạ gục anh chàng mũ bảo hiểm. Ito và Kyoko đang chuẩn bị giải cơm chó. Lúc này, anh chàng mũ bảo hiểm định đánh lén phía sau Kyoko thì bị Ito cho ăn một đấm, sau đó anh ta thực sự ngất ngay tại chỗ. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm đưa ra chỉ thị, thầy đột nhiên đấm vào bảng đen. Cái cậu đội mũ bảo hiểm đó đã xin nghỉ hôm nay, nếu em nào nhìn thấy cậu ta hãy lập tức báo cho thầy. Hóa ra anh chàng đội mũ bảo hiểm lại gây chuyện, cậu ta đánh 7-8 học sinh của Nanzo sau đó trói họ trên sân thượng. Hắn còn gửi thư khiêu chiến cho Riko, nếu không chịu đấu tay đôi thì mỗi ngày sẽ có vài người bị thương. Thầy chủ nhiệm tức giận, dám đánh cô Yamaguchi như thế này, thầy sẽ đi trả thù cho cô ấy. Nhưng thầy thể dục người nhìn có vẻ giống xã hội đen đang đứng bên cạnh, khuyên thầy chủ nhiệm phải lấy đức thu phục lòng người. Ito đi tìm Michihashi, muốn Michihashi đi cùng với Riko.
Nhưng lúc này Rico đã một mình đi đến nhà kho bỏ hoang. Anh chàng mũ bảo hiểm đã đợi ở đây từ lâu. Hai người bắt đầu đánh nhau. Anh chàng mũ bảo hiểm vung gậy bóng chày, Rico tung một cú đá, bắt được cánh tay cầm gậy bóng chày của đối thủ rồi tung một cú đá hậu. Anh ta trúng đòn ngã lăn ra đất. Anh ta bị ăn đòn lại đứng dậy xông về phía Rico. Rico nắm lấy tay của anh ta kéo anh ta ngã gục. Sau đó Rico liên tục dùng cùi chỏ và lên gối, cộng thêm một cú đá song phi, cuối cùng dẫm lên người hắn. Anh chàng mũ bảo hiểm là một kẻ tiểu nhân, thấy không thể đánh lại Rico liền rút dao ra. Rico vội vã né đi, anh ta đứng dậy nhặt gậy bóng chày, một tay cầm gậy một tay cầm dao điên cuồng tấn công Rico, còn nói tao có tận hai cái này. Anh chàng mũ bảo hiểm xông lên vung gậy bóng chày bị Rico cản lại, sau đó hắn liền dùng dao chém. Rico đá bay anh ta lại xông đến, lúc này Rico không né kịp, cô bị trúng một gậy. Rico đau đến mức không đứng dậy nổi, tên đội mũ bảo hiểm bật cười, cả chị đại cũng bị hạ gục rồi nhỉ, giờ thì để tao cho mày trầu trời nhé. Thấy anh chàng mũ bảo hiểm chuẩn bị xuống tay, đúng vào thời khắc nguy cấp, anh ta bị đá bay. Rico ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Michihashi đã cứu cô. Sau đó Michihashi kiêu ngạo nói, tên rác rưởi, đừng có động tay vào cô gái của tao. Của cậu? Anh chàng mũ bảo hiểm nằm bò dưới đất hỏi mày là ai? Michihashi nói tao là người mạnh nhất cả cái Nhật Bản này. Anh chàng mũ bảo hiểm đột nhiên hưng phấn, nhưng anh ta cũng nhớ đến lời đồn trong giang hồ, Michihashi tóc vàng mới thực sự là đại ca của Nanzo. Xem ra xử được mày, tao sẽ khiến cho các trường trong khu vực này quỳ dưới chân tao. Anh chàng mũ bảo hiểm tấn công Michihashi, ai ngờ Michihashi cầm một cái gậy sắt nhanh chóng đập cho hắn một cái. Anh chàng mũ bảo hiểm dính đòn ngồi bệt xuống đất, may mà có mũ bảo hiểm, không thì một chiêu đó đủ để hắn về đoàn tụ với ông bà rồi. Không phải mày thích đội mũ bảo hiểm sao? Một lon lớn toàn là bột ớt được đổ lên mặt của anh chàng mũ bảo hiểm. Càng đáng sợ hơn là Michihashi dùng băng dán kín mũ bảo hiểm lại. Michihashi và Rico rời đi, Ito và giáo viên chủ nhiệm đến cứu anh chàng mũ bảo hiểm, cởi bỏ mũ ra cuối cùng cũng thấy mặt của anh ta. Thầy chủ nhiệm nói với anh đã bị Nanzo đuổi học vì hành vi tấn công giáo viên. Anh chàng mũ bảo hiểm hét lớn Michihashi là tên tiểu nhân bỉ ổi. Một tuần sau, Michihashi, Ito và Rico đang đi trên đường gặp được đại ca của Benny là Imai. Imai và Tanigawa bị băng bó khắp người, hỏi ra mới biết là anh chàng mũ bảo hiểm đã chuyển đến trường đó học. Nó dám giành vị trí đại ca, vậy nên bọn tao đã nhẹ nhàng dạy dỗ nó. Ito nói, rốt cuộc là ai dạy dỗ ai, không phải hai người cũng bị đánh sao? Imai nói bọn tao đâu bị đánh, tên đội mũ bảo hiểm đánh giáo viên nên lại bị đuổi học tiếp rồi, bọn tao chỉ vào can thôi. Lúc này ở trường Akeiser, tên đội mũ bảo hiểm đến thách đấu với đại ca Satoshi. Hóa ra hắn chuyển trường đến Akeiser, hắn vung gậy bóng chày đập về phía Satoshi. Satoshi dùng một tay bắt lấy cây gậy. Sức mạnh của Satoshi vô cùng đáng sợ, xoay anh chàng mũ bảo hiểm vòng vòng, sau đó bị ném ra ngoài. Satoshi giao anh ta cho đám đàn em xử lý. Sau khi xử lý anh ta xong, nhóm côn đồ Akeiser cười lớn. Lúc này quân sư Sagara đến, anh ta muốn cướp lấy vị trí đại ca của Satoshi rồi tuyên chiến với Michihashi và Ito. Một trận chiến lớn chuẩn bị nổ ra, tập phim hôm nay đến đây là hết. Tập ngày hôm nay là cặp bài trùng tập 8, câu hỏi của tập này. Để nói một câu về anh chàng đội mũ bảo hiểm thì các bạn sẽ nói gì? Hãy gửi câu trả lời ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.